Chào anh em, hôm nay mình lại vừa về hai chiếc laptop chủ nhật và mình sẽ quay hàng cho anh em xem. Video này là minh chứng là mình nhập hàng từ Nhật về, nguyên đai nguyên kiện từ Nhật. Đây là chiếc nhất. Rồi bây giờ mình sẽ khui từng chiếc ra nha, cho anh em xem. Tem mác chữ Nhật đây nha. Trên bao bì còn nguyên, mã vạch còn nguyên. Nhật họ chèn xốp rất cẩn thận. Này mình vận chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam nhé. Đó. Cái hạt xốp. Đó thì là cái sạc của nó. Sạc này sạc zin. Tem mát là ưu trì. Sạc chính hãng nhé, sạc zin của nó luôn. Anh em dùng thì anh em yên tâm. Chiếc này sạc thay thế như Việt Nam. Đó. Chiếc này là theo cấu hình của bên Nhật ở về thì chiếc này là ổ cứng 512GB SSD 512GB các bạn, cấu hình cao đấy. Chiếc này là của bạn Đạo, cũng bạn Đạo ở trường trường Tô Hiệu, trường dạy nghề á, có nhờ mình đặt mua hộ. Theo mã thì chiếc này của bạn Đạo về trước nhé. Hàng đẹp. Hôm nay mỏng lắm. Mỏng. Nhẹ. Thân vỏ của kim nhôm rất chắc chắn. Đây là dòng laptop cao cấp nhé.